Samsung Galaxy S6 là một cái điện thoại mang tính cách mạng của Samsung, không chỉ về cấu hình cũng như là những cái thành phần bên trong của máy, mà bởi vì cái thiết kế bên ngoài. Từ trước nay thì những cái điện thoại Samsung bị đánh giá rất là thấp, không được đánh giá cao về thiết kế, bởi vì một phần là nó quá quen thuộc và nó bầu theo một cái kiểu như vậy. Phần thứ hai là bởi vì nó sử dụng nhựa, không hoàn toàn không xứng đáng so với cái giá mà Samsung tính cho cái sản phẩm này. Ở trên Samsung Galaxy S6 hay là Galaxy S6S thì ở trên thị trường toàn cầu thì cái giá của Samsung Galaxy S6 và S6S thậm chí còn cao hơn cả những cái đối thủ như là iPhone 6 hay là LG G4 mới ra và kể cả HTC M9. Cái sự tăng giá đó nó làm cho Samsung buộc phải thay đổi Galaxy S6 và S6S, làm cho nó được thiết kế bằng nhôm cứng hơn so với cái loại nhôm mà Apple sử dụng như iPhone 6 cũng như là sử dụng những hình khối khác. Nhìn vào thiết kế tổng thể thì Galaxy S6 là một cái điện thoại khá là đẹp. Nó cứng cáp hơn và nó không có nhiều cái vẻ mềm mại giống như là iPhone 6, cái đối thủ lớn nhất của nó. Ở trên cái Galaxy S6 thì bạn thấy là Samsung vẫn sử dụng cái khối hộp hình chữ nhật với những cái góc được bo cong, nhưng mà họ tạo cái sự biến tấu bằng cách sử dụng cái phím Home theo dạng truyền thống của họ. Đặc biệt hai cái đường nhôm chạy dọc hai bên, nó tạo cho cái máy một cái cảm giác cứng cáp, và khi mà các bạn cầm vô thì nó dễ chịu và nó không có nhiều cảm giác rơi. Samsung họ cũng có bắt đầu họ để ý hơn đến cái trải nghiệm người dùng, tức là mặc dù có hai cái đường vát hai bên nhưng mà cái phần khung phía dưới thì nó vẫn là cái đường bo tròn, và khi mà chúng ta cầm vào tay như vậy thì nó không gây cứng tay. Nếu mà họ không để ý thì khi mà các bạn đưa vô nó sẽ có được một cái đường sắc và nó làm chúng ta hơi khó chịu về tay, nhưng mà ở trên S6 thì điều đó không xảy ra. Tuy là có rất là nhiều sự thay đổi như vậy nhưng mà Samsung họ vẫn chưa thật sự thay đổi cái tư tưởng của họ ở trong cái thiết lý sản phẩm, tức là họ vẫn hơi ẩu một xíu. Ở cái phân khúc cao cấp thì những cái sự khác biệt rất là nhỏ cũng làm nên cái sự khác biệt và lựa chọn, giúp cho khách hàng lựa chọn sản phẩm dễ dàng hơn. Cái điều dễ thấy nhất là chính là cái khu vực lộn xộn ở phía dưới máy này. Ở đây bạn thấy là có một cái đường chạy kẻ dọc tâm của cái máy, nó chạy dọc một đường này. Mỗi cái nút bấm hay là mỗi cái giác cắm như vậy đều đặt ở những cái vị trí khác nhau mà nó không hoàn toàn đồng tâm. Ví dụ như giác cắm 3.5 thì ngay tâm, cái cổng micro USB thì thấp hơn cái tâm của cái máy một chút, cái microphone cũng thấp hơn và cái loa thì nó lại hơi nhỉnh cao hơn tâm một xíu. Cái điều tương tự xảy ra ở trên đỉnh máy, cái cổng hồng ngoại thì ngay tâm và cái microphone thì thấp hơn một chút ở tâm. Cái điều này xuất hiện ở trên cái Galaxy S6, xuất hiện ở trên HTC One M9, nhưng mà hoàn toàn không xuất hiện ở trên Nokia Lumia 930 hay là Apple iPhone 6, là những cái sản phẩm từ những cái nhà sản xuất mà được đánh giá là tôn trọng người dùng hơn, họ nghĩ nhiều đến người dùng hơn khi mà họ chế tạo cái máy. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy thích những cái đường đối xứng với nhau, nhưng mà ở trên S6 thì nó không được đối xứng như vậy và nó hơi gây cảm giác rối và nhức mắt. Thì đây là những cái điểm mà Samsung họ cần cải tiến ở trong những thế hệ sau này, nếu mà họ muốn sản phẩm của họ thật sự cao cấp hơn, không chỉ về chất liệu, về thiết kế mà về cái sự chăm chút, cái sự suy nghĩ đến người dùng. Ở mặt trước và mặt sau của máy thì Samsung đều sử dụng cái mặt kính để bảo vệ, và chúng ta thấy là cái phần camera của máy nó hơi lồi lên. Có nhiều người nghĩ là cái phần cụm camera nó hơi vô duyên một chút, nó không thật sự tương ứng với cái bề mặt của máy, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng dễ chấp nhận được và không có nhiều phức tạp. Nếu mà bạn nào sử dụng phiên bản màu đen, màu xanh đen hay là các phiên bản màu khác, màu vàng, màu xanh, thì cái phần mặt sau nó sẽ bám vân tay rất là nhiều. Cái phiên bản màu trắng là phiên bản đỡ nhất. Đây là cái điểm mà các bạn cần lưu ý khi mà các bạn mua cái máy này. Về màn hình, Samsung Galaxy S6 sử dụng cái màn hình có độ phân giải là 2560x1440, tức là độ phân giải 2K. Đây là lần đầu tiên họ mang cái độ phân giải đó lên cái máy dòng S, trước đó là cái dòng Note thì đã có màn hình này trên chiếc Note 4 rồi. Màn hình này vẫn sử dụng cái tấm nền Pentai đa dạng kim cương, tức là cái điểm mạnh green nó sẽ nhiều hơn gấp đôi so với cái điểm mạnh red hay là điểm mạnh blue. Với cái việc sử dụng cái độ phân giải 2K cũng như là cái cách sắp xếp điểm mạnh dạng diamond thì tổng số điểm mạnh trên cái màn hình này là khoảng 7.3 triệu điểm mạnh con. Có nhiều người nghĩ rằng cái việc mà sử dụng cái màn hình 2K trên cái điện thoại có diện tích màn hình chỉ có hơn 5 inch thì là một sự phí phạm và nó sẽ gây tốn pin. Nhưng mà đối với cái cách mà trang bị màn hình AMOLED sử dụng kiểu Pentai của Samsung thì đó gần như là cái điều bắt buộc để làm cho cái màn hình nó sắc nét hơn. Nếu mà bạn nhìn kỹ thì đối với cái điện thoại sử dụng màn hình 2K, sử dụng IP, sử dụng LCD, cách sắp xếp RGB thì nó có tổng số điểm mạnh phụ là hơn 11 triệu điểm mạnh. Đối với cái máy Full HD mà RGB thì nó cũng hơn 6 triệu điểm mạnh phụ. Còn đối với cái máy này, mặc dù sử dụng 2K nhưng mà nó chỉ có hơn 7 triệu điểm mạnh phụ thôi. Thì cái việc mà nhiều triệu điểm mạnh phụ đó nó làm cho cái màn hình nó sắc nét hơn và chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi mà sử dụng. Bỏ qua những cái thông số kỹ thuật về điểm mạnh đó thì cái nhận xét của mình về cái màn hình này như thế nào? Thì đối với mình thì cái màn hình của Galaxy S6 và Galaxy S6S khá là tốt.
Tức là nó vẫn còn hơi rực màu một xíu nhưng mà không có quá nhiều như ngày xưa. Và bạn vẫn có thể chỉnh về những chế độ màn hình basic hay là chế độ màn hình photo để có thể có chất lượng hiển thị tốt hơn. Có một điểm cần lưu ý là bất cứ chế độ nào các bạn hiển thị, các bạn chỉnh thì cái màn hình nó vẫn hơi có độ tương phản cao hơn so với lại cái mức thực tế. Kể cả chế độ AMOLED photo hay là chế độ basic thì nó chỉ thay đổi cái dải màu, thay đổi cái độ no màu, nhưng mà cái độ tương phản thì vẫn cao như vậy. Các bạn cần lưu ý cái điểm này. Có nhiều lúc mình chỉnh sửa hình ở trên cái điện thoại, sau khi mình nhìn rất hài lòng trên điện thoại, mình up lên thì nhìn vào cái màn hình của máy tính thì nó lại hơi thiếu contrast, hơi thiếu tương phản. Chứ vậy mà khi mà các bạn chỉnh sửa hình, các bạn cần lưu ý là các bạn tăng cái contrast lên một xíu mặc dù cái màn hình này đã nhìn thấy đủ. Còn cái độ chính xác màu của Galaxy S6 thì mình cũng thấy chấp nhận được và hoàn toàn không có gì để chê nhiều. Chỉ cần lưu ý về cái độ tương phản thôi. Mình mong muốn là Samsung họ sẽ giảm cái độ tương phản xuống ở chế độ basic trong tương lai. Về mặt sức mạnh thì Samsung Galaxy S6 sử dụng cái chip Exynos 7420. Cái con chip này được cho là hoạt động trên tiến trình 14 nanomet. Cái tiến trình 14 nanomet là cái tiến trình lần đầu tiên được áp dụng trên điện thoại và hiện nay chỉ có Samsung và Intel sử dụng cái công nghệ này. Tuy nhiên so với lại Intel chế tạo máy tính thì Samsung họ vẫn hơi thua kém, tức là những cái đường interconnect, những cái đường kết nối giữa những cái bán dẫn với nhau ở trên Samsung vẫn sử dụng cái tiến trình 20 nanomet chứ nó không phải là một con chip 14 nanomet hoàn toàn. Cái việc mà chuyển xuống 14 nanomet hoàn toàn là rất là khó và có lẽ là Samsung họ phải đợi đến thế hệ sau. Cái việc mà sử dụng tiến trình 14 nanomet làm cho cái máy này trở nên nhanh hơn, tiết kiệm pin hơn so với lại những cái con chip khác cùng công nghệ nhưng mà sử dụng tiến trình 20 nanomet. Mình có thực hiện một số bài benchmark và các bạn thấy là điểm số của nó rất là cao về cả CPU lẫn GPU. Có thể nói đây là một trong những cái con chip mà mạnh nhất hiện nay ở trên cái thị trường điện thoại Android. Ngoài cái việc sử dụng thay đổi cái chip xử lý, cái công nghệ sản xuất chip xử lý thì Samsung họ còn thay đổi RAM và thay đổi bộ nhớ trong, thì đây là những cái thay đổi có thể nói là độc nhất trên Galaxy S6 và Galaxy S6S hiện nay. Nó làm cho hiệu năng hệ thống tăng lên rất là nhiều. Cái RAM thì sử dụng bộ nhớ LPDDR4 là lần đầu tiên xuất hiện trên một cái điện thoại thông minh, cũng như là cái bộ nhớ trong sử dụng cái công nghệ flash mới cũng là lần đầu tiên xuất hiện trên cái điện thoại này và có tốc độ đọc nhanh hơn khoảng 2 lần so với lại cái công nghệ cũ ở trên hầu hết những cái điện thoại khác hiện nay trên thị trường. Cái phiên bản ở Việt Nam thì là sử dụng phiên bản 32GB có giá là 16,5 triệu, còn phiên bản 64GB và 128GB thì có lẽ là có giá cao hơn khoảng 1,5 triệu đến 3 triệu đồng tùy theo cái phiên bản. Nhưng mà nó vẫn chưa có giá chính thức. Camera của Galaxy S6 vẫn sử dụng cảm biến ảnh của Sony với cái cảm biến 16 chấm và ống kính f1.9, tức là cái ống kính có độ mở gần như là lớn nhất hiện nay, nó ngang ngửa với Lumia 720 và chỉ thua cái LG G4 f1.8 mới vừa được giới thiệu mà thôi. Với cái khả năng hoạt động tốt như vậy cũng như là cái ống kính chất lượng cao và đặc biệt là cái phần mềm xử lý, cái thuật toán xử lý mà Samsung làm rất tốt, thì cái chất lượng hiển thị của camera S6 rất là tuyệt vời. Khi mà mình chụp những bức ảnh ra, khi mình xem trên cái màn hình của máy thì nó gần như là không tưởng đối với lại một cái điện thoại. Nhưng mà khi đem lên máy tính thì nó cũng hơi khác biệt một xíu, bởi vì cái màn hình như mình có nói vừa nãy, đây là một cái bức hình mà mình chụp từ cái S6 này, thì cái độ no màu hay là những cái vùng chuyển rất là ấn tượng. Tuy vậy thì cái camera này không phải là không có điểm yếu. Ở một số những cái cảnh thì các bạn có thể thấy là cái camera của S6 nó bị cái tình trạng là hơi giả một xíu, trông nó không còn thật, bởi vì cái thuật toán nó xử lý khá nhiều. Ngày xưa khi dùng Note 3 hay là Note 4 thì cái việc mà hơi ảo đó, hơi nhiễu đó xuất hiện nhiều hơn. Còn trên S6 thì nó cũng đỡ hơn một chút và nó không còn nhiều như là Note 4 hay là Note 3 nữa. Cái tính năng mình thích nhất trên camera của S6 chính là cái việc mà nhấp đúp 2 lần để kích hoạt tính năng camera. Đây là hành động chứng tỏ cái việc Samsung không còn suy nghĩ nhiều về những cái vẽ hư vẽ vượn như ngày xưa mà họ muốn tập trung nhiều vào trải nghiệm người dùng hơn. Chỉ cần bấm 2 lần và bạn sẽ sẵn sàng để chụp hình rồi, rất là tuyệt vời. Ở trên S6 cũng có tính năng tracking hay là tính năng chỉnh tay, tăng giảm EV, và cái EV này hoàn toàn có thể chỉnh theo nấc 0.1 EV1. Đó, bạn thấy là khi mà mình kéo thì nó chạy dài chứ nó không có 0.3 hay là 0.5 như là HTC. Đây là điểm mình đánh giá rất là cao. Thì Galaxy S6 sử dụng viên pin 2550mAh và hoàn toàn không thể thay đổi được. Đây là một cái điểm khá là khác biệt so với lại cái việc pin 2800mAh và cho phép thay ở trên Galaxy S5. Đối với cái nhu cầu sử dụng khá nhiều của mình thì đôi khi là 3-4 giờ chiều là mình đã hết pin rồi. Tức là cũng tương tự như Galaxy S6S.
Còn nếu mà bạn sử dụng ít hơn một chút thì mình nghĩ là khoảng 6-7 giờ thì nó sẽ hết pin. Thì tùy vào cái cường độ pin của bạn đang sử dụng. Cái này thì cái nhóm test pin của Tinh Tế sẽ kiểm tra kỹ hơn và sẽ cho các bạn cái kết quả chi tiết hơn trong thời gian tới. Về mặt phần mềm thì Samsung thực hiện rất là nhiều những cái thay đổi trên cái Galaxy S6 này, đặc biệt là khi mà up lên cái ROM Android 5.0 mới nhất. Có rất là nhiều những thay đổi, đặc biệt là cái khả năng nâng cấp về theme cho những cái bạn gái nào mà thích thay đổi theme hay là thay đổi những cái màn hình của chúng ta. Ở đây là mình đang sử dụng một cái theme khác hoàn toàn miễn phí từ Samsung. Cái theme này có một cái tính năng rất là đặc biệt, là cái tính năng gần giống như là cái Parallax Effect ở trên cái iOS 7. Khi bạn lắc theo thì cái con vịt này nó cũng nằm bên trong, nó cũng thay đổi theo. Và chúng ta có thể lựa chọn rất nhiều những cái theme khác nhau. S6 cũng mang đến những cái công cụ mới mang tính hữu ích hơn, ví dụ như là những cái công cụ Smart Manager, kiểm tra thiết bị về RAM, về cái bộ nhớ trong, về pin hay là về cái tính bảo mật của máy, và rất là nhiều những cái thay đổi khác, và đồng thời loại bỏ đi những cái phần mềm mà Samsung họ cảm thấy là không cần thiết hay những tính năng không cần thiết trong cái bản phiên bản cũ. Nói về cái Samsung Galaxy S6 và Samsung Galaxy S6S thì cái sự phân biệt giữa hai cái máy này, cái sự chênh lệch là khoảng 3,5 triệu. Có nhiều người cho rằng cái sự 3,5 triệu đó hoàn toàn không xứng đáng, nhưng mà với cá nhân mình, riêng cá nhân mình thôi, thì mình đánh giá cao cái Galaxy S6S hơn. Nó không thật sự hữu ích nhiều về cái mặt tính năng, nhưng mà khi mà xài Galaxy S6S khoảng 2 ngày thôi thì các bạn sẽ cảm thấy thất vọng khi mà các bạn cầm vào S6. Nó không còn độc đáo nữa, nó không còn đặc trưng nữa, mà nó cảm thấy một cái gì đó hơi rẻ hơn một chút. Có thể các bạn sẽ không cảm thấy cái điều này, nhưng mà khi mà đầu tiên là mình có mua cái S6S này, mình dùng khoảng 2 ngày, sau đó mình mượn cái S6 để mình làm bài review, thì ngay cái cảm giác đầu tiên khi cầm cái S6 là nó kém sang trọng hơn hẳn. Nếu bạn nào sử dụng S6 từ đầu thì có thể là sẽ không có cái cảm giác đó. Thì tùy vào cái nhu cầu của chúng ta, tùy vào cái mong muốn và vẻ đẹp của chúng ta thì các bạn có thể chọn S6 hay là S6S. Nếu ai mà muốn cái hiệu năng hay là giá trị sử dụng thì mình nghĩ S6 hoàn toàn không có thua kém một chút nào so với S6S. Nhưng mà nếu mà bạn cần một cái gì đó độc đáo, mới lạ hơn và tươi trẻ hơn, khác biệt hoàn toàn so với hầu hết những cái thiết bị khác trên thị trường, thì S6S thật sự là một cái lựa chọn hợp lý hơn, mặc dù giá của nó mắc hơn rất là nhiều. Rồi, xin cảm ơn các bạn.